Món tai heo ngâm chua ngọt không thể thiếu của mọi nhà ngày Tết. Tay mận hơi bị đỉnh luôn. Bây giờ là 6:03 rồi. Kêu mày đi dậy cho sớm đi, đi chợ cho có đồ ăn ngon rồi. Đi chợ chứ đi ăn cắp đâu mà sớm vậy. 22 độ lạnh teo bu ri luôn. Rồi đó, tới rồi đi vô mua đồ đi. Ôi, mày vô mày mua đi, tao ở đây tao bắt giữ cái cục này đâu. Nope. Ờ, cuối cùng cũng tới nhà. Thôi nè, tôi sáng đi chợ nè. Trời ơi, đầy hết hai bên luôn. Các bạn cùng vệ sinh lỗ tai cho mình nha. Tính làm món gì vậy? Tai heo ngâm chua. Rửa đi, chứ tao kiểm tra lại mà không sạch rồi tao cho mày ăn cái lỗ tai sống luôn á. Không sạch. Còn lông lá vậy mà nó dám nói sạch á. Hiện giờ té là hai ba nấm gì được. Giọt đi bớt cà rửa thật là sạch sẽ. Một đứa làm tai heo, một đứa làm đồ mỏi. Đồ mỏi tao xong rồi nè, mày xong chưa? Xong rồi đi. Bây giờ mình sẽ đem phơi cho nó héo héo một nắng để nhận vô trong lỗ tai. Bây giờ luộc lỗ tai heo thôi. Để cho nước sôi nha, tầm 15 đến 20 phút là ok. Ơi, hồi nãy mày bớt nó bằng tắc á, cho nên bây giờ nó vàng vàng giống tắc luôn rồi kìa. Bây giờ mình sẽ cho rượu vào để cho nó thơm khử mùi hôi. Thì tao cũng cho, còn công dụng gì mày nói. Còn giấm là để cho, nhưng mà luộc á thì cái lỗ tai nó sẽ được trắng. Xả gừng với lại hành tím này là cho lỗ tai nó khử mùi hôi. Cố vô nha. Ok. Đó, thủ vậy được rồi ha. A few moments later. Cắt cho khéo nha. Chứ đừng có miếng bự miếng nhỏ à. Mẹ mấy tao đang sắc hả mẹ, thấy không? Mẹ, nó sắc miếng này đẹp chưa mẹ? Đẹp không mẹ? Gì mà nhỏ dữ mày? Sắc gì mà nhỏ dữ vậy mày? Trời, cái con ổn quá nhỏ quá đâu. Cắt là nhiều, ăn tay con cái, mua đũa. Đó, mày nghe chữ chưa? Nghe chưa? Gom 3-4 miếng chưa được đũa ăn gì? Hiện giờ sắc dày giống mẹ là được. Tao nói mày sắc xong 4 cái lỗ tai này ngủ luôn cho mày. Ừ, coi coi. Tao sắc bằng mẹ rồi đó. Ờ, cái bản này là đẹp rồi nè. Trời ơi, tôi tự thấy tôi sắc cái bản da heo đẹp quá. Để cho cái nước ngâm này nó trong, để lâu nó không bị đóng dáng. Thì mình sẽ ốp nó vô muối và đường đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi, đường cho nhiều một chút xíu. Thì nó sẽ ra cái chất nhầy, với một phần nó sẽ làm cho cái lỗ tai heo của mình nó giòn và nó dai hơn nữa. Bao tay đàng hoàng cho nó vệ sinh, chứ để cộng đồng mạng cầm quở. Đầu ăn tới miệng là phải vệ sinh sạch sẽ chứ. Rồi, giờ nhiều vô. Đó, nó ra nhầy ra mỡ nè. Bây giờ đem xả lại nhiều lần với nước cho cái tai heo nó sạch bắp luôn. Rồi để cho ráo, thì ráo mới đi ngâm là ok. Bây giờ bắt đầu pha nước ngâm tai heo chua ngọt. Muốn hỏi con thích cái gì, để trên màn hình đó. Giấm rồi, bây giờ tới nước nè. Muối hột nha bà con. Giờ mình trộn cái này, cái tai heo trộn đều xong mình cho vô hộp. Cái lỗ tai nhiều hơn đồ bổi này nè. Cái đồ bổi này là lúc làm là tính mua có 2 cái thôi. Mà vô thấy tai heo ngon quá, dứt luôn 4 cái. Tới lúc ăn là phải dành đồ bổi ha. Rồi cho vô. Nhớ thêm mỗi cái một chùm tiêu nha, cho nó đẹp. Đây là món tai heo ngâm chua ngọt. Bắt đầu vô nước ngâm nha. Mình cứ vô từ từ, nhẹ nhàng thôi. Vô nước xong xuôi rồi á, mình dằn hết rồi, để ở ngoài 2 ngày. Để cái lên độ chua xong rồi mình bỏ vào tủ lạnh ăn. Xong luôn. Ăn từ giờ tới qua Tết luôn đó. Tao sợ không tới Tết nữa. Này chi đều.